Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp thuộc thành phố Seoul, Hàn Quốc làm gì để gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Người dân xã Đình Dù chế tạo dàn phun mưa chống nóng. Xã đồng kết 25 hộ chăn nuôi bò sữa cho thu nhập cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu, Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Chi Công, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ như tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2019, hoàn thành việc biên soạn và phát hành cuốn sách Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết một số nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 như tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đối với 3 huyện, phối hợp thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phóng yêu cầu thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh cần làm tốt công tác dự báo nắm tình hình cần xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng học sinh sinh viên thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới đối với thực hiện chính sách hậu phương quân đội tổ chức thẩm định xét duyệt chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo các quyết định của thủ tướng chính phủ bảo đảm chặt chẽ chính xác công bằng xiết chặt kỷ luật, kỷ cương quân đội, đẩy nhanh tiến độ biên soạn cuốn sách những trận đánh điển hình của quân và dân Hưng Yên trong thời kỳ chống Pháp 1945-1954. Tại hội nghị Trung tướng Vũ Hải Sản biểu dương những kết quả lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy quân sự tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nghiên cứu quán triệt các chỉ thị hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, nỗ lực thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thực hiện 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an theo Nghị định số 77 chú trọng phát huy vai trò nắm báo cáo đề xuất xử trí các vụ việc từ cơ sở giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cụ thể giữa bộ chỉ huy quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia hiệu quả các phong trào cuộc vận động ở địa phương như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp thành phố Sihaung, Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn doanh nghiệp thành phố Siheung, Hàn Quốc báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng về tình hình phát triển của các doanh nghiệp thành phố Siheung và bày tỏ mong muốn được tìm hiểu môi trường hợp tác đầu tư tại Hưng Yên, đồng thời mong muốn hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp thành phố Siheung với tỉnh Hưng Yên nói riêng và tỉnh Hưng Yên với các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phóng hoan nghênh đoàn doanh nghiệp thành phố sehung hàn quốc tới tìm hiểu về môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho biết hàn quốc hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh điều đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian qua Đồng chí mong muốn qua chuyến thăm tìm hiểu môi trường hợp tác đầu tư tại tỉnh của các doanh nghiệp thành phố Sihiung, kế hoạch thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Sihiung sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn tỉnh và hỗ trợ tỉnh ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường. Tỉnh sẽ tạo thuận lợi trong quá trình các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Sáng nay, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tổ chức hội nghị tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chi cục thuế, kho bạc nhà nước cấp huyện về trực thuộc Đảng bộ cục thuế tỉnh và Đảng bộ kho bạc nhà nước tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Theo quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy chuyển giao 2 đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở với 253 đảng viên ở các chi cục thuế và 9 chi bộ cơ sở 100 đảng viên ở kho bạc nhà nước trực thuộc các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về đảng bộ khối các cơ quan tỉnh kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019 thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã trao quyết định tiếp nhận cho lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương hoàn thiện chuyển giao hồ sơ giấy tờ của tổ chức đảng đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng ở các cơ quan đơn vị Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hai ngành quan trọng quản lý việc thu và chi ngân sách nhà nước của tỉnh. Vì vậy, hai đảng bộ phải làm tốt hơn nữa sau sắp xếp tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc chuyển giao nhằm sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức của đảng theo nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Vì vậy, các cơ quan cần sớm đưa hoạt động vào nền nếp hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại một số trạm bơm trên địa bàn các huyện Văn Giang, Khói Châu, Tiên Lữ và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, tỉnh Hưng Yên qua kiểm tra cơ bản các trạm bơm đã thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng phòng chống ống nội đồng đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh tăng cường chỉ đạo các xí nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch phương án phòng chống ống nội đồng ngành điện đảm bảo cung ứng điện an toàn cho hoạt động của các trạm bơm sẵn sàng hoạt động khi có tình huống cần thiết kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án trên được khởi công từ tháng 10 năm 2018, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành được 65% khối lượng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu chủ đầu tư các đơn vị thi công thực hiện dự án đúng thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão tích cực chủ động đề xuất kịp thời với cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt những điểm hạng mục cần chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy hiệu quả của dự án. Hiện nay đang là mùa mưa bão, do đó chỉ thi công những hạng mục công trình theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan vụ mùa này huyện phù cử đưa vào gieo cấy nhiều giống lúa mới chất lượng cao góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp Tổng diện tích gieo cấy toàn huyện là gần 4.000 hecta cơ cấu lúa chất lượng cao, chiếm trên 60%. Năm nay, huyện đưa vào gieo cấy nhiều giống lúa mới, triển vọng cho năng suất và chất lượng cao vượt trội so với các giống lúa truyền thống như Đài Thơm 8, TBR 279. Cùng với đó, huyện xây dựng được 10 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích gần 200 hecta thuận tiện cho áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Đến nay, huyện đã gieo cấy được hơn 80% diện tích. Các xã cơ bản hoàn thành là Quang Hưng, Nhật Quang, Tống Phan. Những năm qua, nhiều gia đình ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu đã mạnh dạn chăn nuôi phát triển đàn bò sữa, đến nay đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cho các gia đình. Hiện toàn xã nuôi 180 con bò sữa trong đó có 150 con đang cho thu hoạch sữa ở 25 hộ nuôi. Theo các hộ chăn nuôi, bò sữa ít bị dịch bệnh hơn so với các vật nuôi khác nên người nông dân rất yên tâm sản xuất. Hơn nữa đầu ra cho sản phẩm sữa hiện nay khá ổn định. Sữa bò thu hoạch đến đâu đã có đại diện công ty sữa Vinamilk về thu mua. Trung bình một ngày, một con bò sữa cho thu khoảng 20 lít với giá bán trung bình từ 12 đến 14.000 đồng một lít. Bình quân mỗi năm, mỗi con bò sữa cho thu nhập gần 80 triệu đồng. Nhờ chăn nuôi bò sữa thu nhập và đời sống của người nông dân địa phương được cải thiện rõ rệt, một số hộ chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, như gia đình ông Đỗ Đắc Tịnh nuôi 12 con, Nguyễn Văn Tài nuôi 19 con, ông Đỗ Khắc Thành nuôi 8 con. Nhờ tích cực học hỏi trên các phương tiện truyền thông và tham quan các mô hình thực tế, sau 2 năm, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nguyên, thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện mô hình nuôi tôm của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nguyên có diện tích 10 mẫu, được chia làm hai ao, tôm được xuống giống từ tháng 6 đến tháng 12 cho thu hoạch. Giống tôm chủ yếu được lấy từ miền Trung bên cạnh việc vệ sinh ao sạch sẽ, Hai ao nuôi tôm của ông bố trí 10 guồng oxy, giúp tôm được khỏe hơn. Trung bình mỗi năm, mô hình nuôi tôm của ông thu hai lần, sản lượng đạt khoảng 10 tấn, với giá từ 150.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí mỗi năm, mô hình cho thu trên dưới 700 triệu đồng. Tôm chủ yếu được xuất đi Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh và các nhà hàng tỉnh. Đấy, rồi, Trước tình hình nắng nóng gai gắt, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt, ở xã đình dù huyện văn lâm một số hộ dân đã tự chế tạo máy phun mưa thông minh vừa làm mát cho ngôi nhà của mình mà còn giảm được chi phí tiền điện trong thời tiết nắng nóng Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm hiện có gần 20 hộ sử dụng máy tạo phun mưa, chủ yếu là các hộ dân chưa có điều kiện mua sắm điều hòa và một số thiết bị làm mát khác. Vào thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao, kéo theo là việc chi trả tiền điện tốn kém. Vì vậy, một số hộ dân tại đây đã nghĩ ra việc lắp đặt một hệ thống làm mát cho gia đình với chi phí thấp, chỉ rơi vào từ 500.000 đến 1 triệu đồng và có thể tự lắp lấy. Theo các hộ sử dụng cho biết, thiết bị làm mát này có thể giảm được tối đa từ 15 đến 20 độ so với nhiệt độ bên ngoài. Trung bình mỗi ngày, máy có thể phun tạo mưa 3 lần một ngày và chỉ mất từ 1 đến 2 số điện, giúp đem lại hiệu quả thiết thực trong thời tiết nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường khu vực hai phường Phùng Trí Kiên và phường Dị Sử, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt với công suất 50 tấn một ngày tại địa bàn dị sử, thị xã Mỹ Hảo. Nhà máy được thiết kế và thi công theo công nghệ xử lý rác thải do công ty cổ phần công nghệ môi trường Envic cung cấp. Theo đó, rác được đốt bằng lò điện trong buồng đốt cùng các chất phụ ra để đảm bảo nhiệt lượng từ 500 độ C đến 1.100 độ C. Trong công đoạn cuối có sử dụng nước công nghiệp để xử lý dỉ rác, để mang đi xử lý và thay bằng nước sạch để đảm bảo môi trường nước trước khi xả ra ngoài với cho than sau khi xử lý từ rác có thể dùng để trộn theo công thức hóa học để tạo phân bón trực tiếp cho cây trồng. Dự kiến tháng 7 năm 2019, nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Chương trình thể sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng vợ chồng cụ Lê Thị Hạnh và cụ Trần Văn Quyên vẫn tự chăm sóc nhau trong căn nhà nhỏ ở thôn Quang Trung, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Đối với hai cụ không gì hạnh phúc bằng việc cùng chăm sóc lẫn nhau, truyền ngọn lửa giữ gìn hạnh phúc gia đình để con cháu mỗi dịp quê quần, sum họp. Cụ Lê Thị Hạnh sinh năm 1936 trong một gia đình nghèo, năm 18 tuổi, cụ kết duyên với cụ Quyên nhờ mai mối. Hai cụ chia sẻ giai đoạn hôn nhân khó khăn nhất là khi cụ ông lên đường nhập ngũ. Chiến tranh khốc liệt, ba năm dòng, cụ Hạnh không nhận được tin về chồng, một mình chăm lo cho bố mẹ chồng già yếu và ba con nhỏ. Cụ vẫn không ngừng hy vọng ngày đoàn tụ của cả gia đình. Thế rồi cụ ông trở về, hai cụ có thêm ba người con và cùng nhau làm lụng nuôi dạy con cái trưởng thành. Trải qua 65 năm bên nhau, dù cuộc sống có lúc nghèo khổ và túng quẫn, nhưng hai cụ luôn tìm cách nhường nhịn, lắng nghe nhau, giải quyết mọi việc bằng tình yêu thương. Từ đó ngọn nửa gia đình luôn ấm cúng, các con của cụ đều thương yêu lẫn nhau, cố gắng học hành thành tài. Tôi sống với ông nhà tôi được 65 năm rồi. Hai vợ chồng tôi phấn đấu làm đêm, làm hôm, tất cả nuôi dạy các con cái. Gia đình là quý nhất, bố mẹ là quý nhất. Các con phải thương yêu nhau trên bầu dưới nghe, anh bầu em nghe, tất cả đoàn kết với nhau, một lòng một dạ. Con sống bố mẹ thế nào thì mai kêu bố mẹ khuất đi cũng thế. Đến nay hai cụ đã có tất cả 14 cháu và 8 chất. tiếp nối truyền thống của gia đình, noi gương nếp sống của bố mẹ, các con cháu cụ đều thành đạt và luôn có ý thức gìn giữ truyền thống gia đình. Các con của cụ đều là những cán bộ công chức gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ vậy, các con của cụ còn là nhân tố tích cực trong việc đóng góp xây dựng quê hương. Các công trình đường giao thông, đình chùa làng đều có sự đóng góp ủng hộ của gia đình cụ với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. noi gương bố mẹ, tất cả như vợ chồng, con cái, anh em là đều bình đẳng, vui vẻ. Sai thì nói sai luôn, mà đúng thì đúng luôn. Kính trọng bố mẹ, ông bà, tổ tiên, hiếu nghĩa với các cụ bề trên. Gia đình hạnh phúc, con cháu Thảo Hiền, đó là gia tài quý giá nhất mà cụ Lê Thị Hạnh và cụ Trần Văn Quyên để lại cho các thế hệ con cháu. Nhiều năm liền, gia đình cụ được công nhận là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh. Đây cũng là động lực để các thành viên trong gia đình cụ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình. Ngày nay, khi công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển, con người ngày càng dành nhiều thời gian cho công việc, nên việc quan tâm đến gia đình có nhiều hạn chế. Vì vậy, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã lựa chọn chủ đề giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Vậy làm thế nào để gìn giữ lối ứng xử truyền thống tốt đẹp trong gia đình? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem câu chuyện về những gia đình văn hóa tiêu biểu của hai huyện Phù Cử và Tiên Lữ. Đây là những hình ảnh về gia đình ông Phạm Văn Vượng và bà Phạm Thị Thúy ở thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Gia đình có bốn thế hệ cùng chung sống nên đôi khi cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ cuộc sống hiện đại đối với các cháu thì uh, sinh hoạt của các cháu thì mỗi ngày nó một khác đi, nó hiện đại hơn thế về thế hệ của à, cụ tức là mẹ chồng tôi thì mỗi ngày một già tuổi cao à, sức yếu thì cũng cần phải có sự chăm sóc rồi về tính nết cũng có phần những cái khó khăn lên thì cũng là đây cũng là đòi hỏi một cái sự mà à, chăm sóc chia sẻ và cũng sự thông cảm và nhất là sự dạy dỗ truyền thống của gia đình chúng tôi từ xưa đến nay cùng nhau chia sẻ mọi công việc trong cuộc sống là bí quyết mà các thành viên trong gia đình ông vượng bà thúy cùng nhau giữ lửa hạnh phúc Hiện nay, bà Thúy còn là phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Viên. Chính sự đầm ấm trong gia đình đã là điểm tựa để bà hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến hay, trở thành một trong 100 gương sáng tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên. Hay tại gia đình cụ Nguyễn Thị Xuyên ở thôn An Nhuế, xã Đình Cao, huyện Phù Cử, cũng là một gia đình bốn thế hệ cùng chung sống trong hòa thuận nhiều năm nay. Không những vậy, cụ Xuyên còn vận động con dâu cùng mình tham gia công tác đoàn thể tại địa phương từ trước đến giờ từ dạy con đến dạy cháu là làm sao là phải sống hòa nhã và sống có tình cảm tình làng nghĩa xóm để trong gia đình thì chưa bao giờ xóm hay giường nghe thấy trong nhà tôi có một cái câu gì nói to con cháu trong gia đình cả đối với xóm làng thì rất là đoàn kết hòa đồng và cũng tạo điều kiện cho các con các cháu là tham gia vào các cái hoạt động xã hội gia đình cụ Nguyễn Ngọc Trấn ở thôn Phí Xá xã Lệ Xá huyện Tuyên Lữ từ lâu đã được bà con xóm làng hết lòng ca ngợi vì sự trong ấm ngoài êm, nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện, của tỉnh. Đặc biệt, gia đình hai người con trai của cụ trấn rất thuận hòa, họ cùng xây nhà trên một mảnh đất, hai nhà không có tường ngăn, đi chung cổng và ăn cùng mâm. Câu chuyện về những gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện Phù Cừ và Tiên Lữ là những tấm gương sáng cần được nhiều gia đình học tập để giữ lửa hạnh phúc trong thời hiện đại. Ngày 27 tháng 6, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020. Theo quyết định số 2195 ngày 3 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020 Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 25 câu lạc bộ với gần 1.500 người tham gia. Các câu lạc bộ hoạt động mang tính toàn diện với những nội dung chính, hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc đời sống văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Với tính chất liên thế hệ, người cao tuổi, người nghèo và cận nghèo chiếm đa số, câu lạc bộ là nơi hỗ trợ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tạo sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, nâng cao nhận thức xã hội về người cao tuổi, trách nhiệm của cộng đồng trong chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Nhân tháng hành động vì trẻ em, sáng ngày 26 tháng 6, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, vươn lên trong học tập. Chương trình đã trao tặng quà và 40 xe đạp cho 40 em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập ở các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Kim Động, Phù Cử, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên với tổng giá trị là gần 60 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực kịp thời động viên khuyến khích trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có phương tiện đến trường, phân đấu vượt khó vươn lên trong học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội. Vừa qua, công ty bảo Việt nhân Thọ Hương Yên đã khai trương văn phòng khu vực huyện Kim Động, nâng tổng số văn phòng của công ty lên 7 văn phòng khu vực và các địa bàn trọng điểm trên toàn tỉnh. Bảo hiểm nhân Thọ Hương Yên thành lập và hoạt động từ năm 2001 đến nay, có một trụ sở chính và 7 văn phòng khu vực tại các địa bàn trọng điểm trên toàn tỉnh. Với đội ngũ cán bộ tư vấn viên 1.500 người và 50.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh, Trải qua 18 năm hoạt động tại tỉnh, Bảo Việt Nhân Thọ Hương Yên luôn thực hiện sứ mệnh bảo vệ giá trị Việt, lợi ích Việt và cam kết đóng góp vì một cuộc sống an lành và thịnh vượng hơn cho cộng đồng và cho xã hội. Bảo Việt Nhân Thọ Hương Yên khai trương mở thêm văn phòng mới tại huyện Kim Động để đồng hành cùng với bà con nhân dân trên địa bàn huyện Kim Động với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng và linh hoạt phù hợp với nhu cầu khác nhau của bà con nhân dân trong huyện với hơn 50 sản phẩm đa dạng trong gói sản phẩm linh hoạt và yêu Việt hiện nay. Bảo Việt Nhân Thọ đang thể hiện những ưu thế nổi bật trên thị trường và khẳng định những nỗ lực để đem lại những sản phẩm chất lượng, song hành với dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.